Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên đi. Super Fun Man. Ok, let's go. Halloween. Okay. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Stick Mother. Đây là một tựa game nói về một bà mẹ kế. Bà ta rất hung dữ và bà ta đã cướp hết tài sản của mình. Ở đây thì mình sẽ phải đi tìm những món đồ, sau đó thì sẽ cướp lại tài sản mà ông bố mình để lại cho mình. Ok, là cái này nào, let's go. Bắt đầu mình sẽ vào trong nhà. Ok, let's go. Sau đó thì mình sẽ xuống đây. Ok,
You can transfer me. Rồi mình sẽ cười này. Mình sẽ lắp đèn vào. Oh my god. Chết rồi, bà ta nhìn thấy mình rồi. Không biết bà ta có vào trong này không. Let's go. Bây giờ mình sẽ lên trên tầng và cầm một chiếc búa. Oh my god. Mình hơi chậm một chút, đâm nào bà ta phát hiện ra mình. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Sirenia. Let's go. Help me. Help me. Đây rồi, chìa khóa đây. Mình phải đi lấy chiếc chìa khóa này. Let's go. Ok, tiến sâu vào trong. Thank you.
mình sẽ phá cánh cửa này. Ok. Help me. Tức là ở đây có một cô gái đang cần phải sự giúp đỡ. Bây giờ thì mình đi đường nào đây? Trong này sẽ có gì không? Không có gì ở đây. Tiếng sâu bên trong. Đây rồi, ở đây có một món đồ. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Chapter Play. Ở đây thì mình sẽ đi được 8 người rồi. Rồi, đi xuống đây. Let's go. Anh chàng này 12 à? Mình sẽ đi này. Wow, 13. Đây rồi. Wow, 47 người rồi. Còn anh chàng ở trên đây nữa. Let's go. Rồi, mình sẽ vào chapter 2. Start game. Ở đây thì các bạn sẽ phải tiêu diệt. Ok. Đi vòng thôi. Tiêu diệt tiếp anh chàng này. Chạy luôn. Tiếp tục. Start game. Level 4. Oh my god. Đó. Level 5. Level 6, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5, Evin Dom. Ở tựa game này thì trước đó là chính là tên là Evin Kid. Thì cách đây một tháng, tựa game này mới update, sau đó thì sẽ đổi thành Evin Dom. Tức là tên cậu ta là Dom. Ok. Căn phòng này không có gì. Súng. Let's go. Let's
Đây chiếc chìa khóa này các bạn mở. Mở dưới đây. Mình sẽ bỏ chiếc chìa khóa ra đây. Một nọ để tẩm cho cậu bé ăn. Mình sẽ tẩm luôn. Let's go. Mở chiếc cây, đó là chìa khóa để mở cái hộp. Chỗ này mình tìm hết chưa? Hết rồi. Và mình sẽ lắp khẩu súng này. Rồi, các bạn sẽ tẩm dầu vào đây. Ok. Bắt đầu mình sẽ đi lấy lửa. Let's go. Ok, nhà vệ sinh đâu nhỉ? Đây. Không phải. Đây rồi. Rồi các bạn lấy cái que. Sau đó thì sẽ lấy cái này. Và các bạn sẽ lên trên phòng để gột rửa. Thì ở đây sẽ có một đường dây điện mà cậu ta đã từng đốt vào. May sao nó là đường dây điện cho nên là nó sẽ không bị tan. Chứ nếu bình thường thì sẽ tan ngay. Ok. Và cái dây điện này các bạn sẽ lắp vào để nó khởi động chạy cánh cửa, một cánh cửa. Rồi, mình sẽ lắp vào đây. Ở đây thì các bạn phải cần phải tạo ra một loại nước. Các bạn sẽ tạo trong này. Lúc đó các bạn mới vào được bên trong. Và các bạn cần phải tìm một ít nước. Đó chính là phải tìm một cái xô. Mình xem cái xô đó ở đâu. Trước mắt ví dụ các bạn muốn cậu ta bị ngất thì các bạn sẽ cầm một khẩu súng vào trong đây. Mình đã rơi trong đây rồi. Mình sẽ bắn vào cậu ta.
xem cô ta đi đường nào. Đây rồi. Let's go. Rồi sau đó các bạn sẽ tìm một cái xô và lấy nước ở trong nhà vệ sinh. Sau đó thì các bạn sẽ đổ vào trong. Ok. Và mình sẽ chuyển tiếp sang tập game tiếp theo. Rips. Let's go. Okay, let's go. Đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Inside. Play the inside. Okay. Từ con này thì các bạn phải bật online đi nhá thì mới chơi được tự game này. Mình sẽ vào lại xem như thế nào. Let's go. Ok, đang load game rồi. Không hiểu sao tự game này hôm nay vào rất là chậm. Ok, được rồi. Rồi, mình sẽ đi thẳng vào. Đây là một tự game chơi khá là hay. Các bạn chơi phần 1 miễn phí. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể mua game chơi phần 2. Và như mình đánh giá thì đây là một tựa game khá là hay. Và là một tựa game tính toán, cần phải tính toán một chút. Nếu không thì các bạn sẽ phải chơi đi chơi lại mấy lần. Rồi, nhảy thôi. Let's go.
Nếu bây giờ các bạn ra thì ông ta sẽ cầm khẩu súng bắn luôn. Cho nên các bạn phải đợi ông ta đi vòng, đó các bạn mới chạy được. Let's go. Ở đây có một cái cản, các bạn ấn rồi, sau đó kéo. Ok. Nhảy thôi, let's go. Tiếp tục, kéo tiếp cái này. Wow, chó nghe mình rồi. Nhanh đi, nhanh thôi. Chạy nhanh nào, không sẽ bị chiếc xe phát hiện. Wow, ở đây có một chỗ lốc. Rồi, mình sẽ trượt vào đây. Ok. Bóp bổ phải chạy rồi. Oh my god. Chết rồi, bị bắt rồi. Oh my god. Cái đó chỉ cần nhảy thôi là sẽ thành công. Mình đâm lại không nhìn thấy cái que ở ngay trước mặt. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang clip tiếp theo. Hero, học game. Đây là một tựa game kinh dị. Ok. Một chiếc chìa khóa. Trong này xem còn gì không. Không còn gì. Mình sẽ mở cửa ra. Nhìn chỉ cần nhìn bức tranh thôi là đã đủ khiếp rồi. Wow. Đây là một cô gái rất là trẻ. Oh my god. All I wanted to do was play with you. Please come and play with me. I'm so lonely. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. You okay? Không tính khóc. Oh my god. Mình không biết là ai. Như kiểu một người chết oan. Wow,
các bạn đừng chạm vào con này nhá. Nếu chạm vào con này là dễ, cô ta sẽ xử lý các bạn luôn. Đợi cô ta đi ra ngoài kia đã. Rồi. Oh my god. Wow, sợ thật. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.